Hello, xin chào cả nhà buổi sáng nha. Nãy em lên lại con Alpha Lóc Đen ha. Con này thì đáng lẽ rồi bữa 19 năm bán rồi. Nhưng mà do người cha thì chịu cái quay Alpha Lóc Đen này. Con được phái thằng quay ớt 100. Nó để về nhà cha chạy về nhà rồi hai cha con không giữ ý sao đó rồi mới quậy ra đổi lại chiếc quay ớt 100 ha. Nói chung thì xe này ổng chạy thì cũng la gắt là ok, gắt im, máy móc cắt chuẩn ha. Do ý kiến của hai cha con thì mỗi người một ý khác nhau nên đổi lấy chiếc quay ớt 100 màu đỏ. Xe này thì rất đẹp, cắt chuẩn luôn, máy rất là dữ, em chạy rồi ha. Xe này thì áo sống rồi đẹp, zin thật đẹp, nhưng mà có cái bẩn xấu nha. Cái bẩn xấu, cái bẩn thì có chạy chỗ được kia, nhưng mà mấy xe mười mấy triệu này không quan trọng bẩn bọng gì đâu. Nhiều khi ta về đem về nó tháo bẩn lên luôn á, chạy để cái máy chằn chùi luôn nè, nó chạy cho mà anh em ta ngắm cục máy chơi vậy đó, máy zin phe cho người ta ngắm chơi vậy đó. Cái này thì dành cam đồ là zin ha, còn rất đẹp. Đây cam chì còn vàng vàng xanh xanh rất đẹp ha, dành zin Goxy. Phuộc này thì chắc có xử lý nhẹ nha anh em, có bắn nhẹ cái sóng phuộc. Cái dòng Honda phuộc đầu thì nó hay nổ thì mình phải chịu thôi, đầm điếc đầu ghim được rồi. Ok, thì có bắn nhẹ cái sóng phuộc hai bên ha, nó ngoài ra là ghim hết, đầm bọng đồ dành câm đồ ghim hết ha. Giá 19 mấy dễ xài muốn chết luôn, bằng cái quay Alpha đời mới bây giờ. Quay Alpha mình mới giờ sao xài qua mấy này được, bao luôn. Xe này máy đầu nồi bao bít nha anh em, bao riêng 100%, nhìn miếng gòn là đủ hiểu rồi ha. Rất là đẹp, ốc tán đồ đầu đồ vàng nín luôn nè, chưa có dấu đụng chạm vô dặn nha. Nó đầu bò móc móc móc, đầu bò móc cười luôn, đúng chắc serin, chưa rửa gáy chưa vô dầu mỡ luôn nha anh em, để gì quay cho nó chân thật luôn. Tại vì hôm qua ông nóng chạy qua đây ông đổi lại đó, đổi xe lại thì em để gì em quay luôn à, em khỏi rửa gáy rồi vô dầu mỡ vậy chứ, nó để còn bụi bặm nắng khác luôn á. Giờ cầm 19 triệu rưỡi mình mua xe gì bây giờ, không lẽ mua Sugood mới rồi kia, quay mới rồi kia, thà mua mấy này cổ cổ này chạy thấy gì đó cổ mà nó xài hoài được hoài đó, nhất nhau khi lớn mình xài hoài đó, nó phuộc bọng rồi cũng rất đẹp ha. Ốc tán đồ thì xanh xanh vàng vàng ha, xài tới giờ thì nó vậy là ok rồi, ốc nó không có đen đâu, tại vì nhiều khi trong điện thoại dòm vậy đó, chứ ốc mà nó còn ở ngoài mình dòm thấy còn ánh vàng vàng xanh xanh. Câm nè, câm ta còn vàng khè nữa chứ, nó câm zin dành zin nè, không có thụng không có nhảy đâu ha, quay rất là nhẹ nhàng đó. Áo sống cũng đẹp lắm, áo sống cũng đẹp liền đẹp ok lắm ha, lóc liếc đầu riêng đó, không có bắn tuốt rồi nha mọi người, lóc liếc đầu riêng cũng có chạy chỗ được kia nhẹ nhẹ đó, mấy chỗ này do mình giò cắn mình đụng chạm rồi vô để chạy. Sườn bọng rồi nè, sườn bọng rồi, chưa có chạy chỉ luôn, chưa ten chạy chỉ gì hết trơn ha. Mình xăng lớn cũng rất là đẹp, giá của 19 triệu mấy trăm mua được chiếc xe quay Alpha Lóc Đen xài. Ok ha, đó, nồi đá cạch cạch,
viên đá cạch cạch vậy ha. Máy đang nổ đó, mọi người đứng xa chứ không nghe đâu. Ốc tán dành trong phộn đồ rất đẹp. Đây để quay cái đá đài cho mọi người nhờ xem. Hai lá ba ha, hai lá ba là dạ, dẫn con lóc đen. Hai lá ba là lóc đen ha. Máy đang nổ rất là ngon. Máy viên êm, xe liền đẹp. Càng đèn nhanh rồi đầy đủ hết, không có thiếu gì hết ha. Xe chỉ lỗi có cái là gặp bẩn nó hơi xấu thôi, chứ phụ trước nó có giậm nhẹ ha, nó chỉ có nhiêu thôi, ngoài ra là mọi thứ là chuẩn hết. Rồi em review chi tiết tới đây thôi nha anh em nào cần thêm chi tiết hình ảnh gì đó thì cứ inbox Zalo với em hoặc là alo trực tiếp số điện thoại của em sẽ tư vấn đồ thêm ha. Giá xe giá là 19.500.000 bao hồ sơ luôn nha anh em, giá quá tốt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau nha, bye bye.